Nếu mà bây giờ cho bà vợ ước một điều, bà vợ ước điều gì? Ước hả? Ước đẻ thêm đứa con trai nữa. Giải kickboxing. Lần đầu là anh dụ em, anh đừng có xạo. Anh dụ em tới số 4 Lê Đại Hành. Bởi vì hồi nãy em mới, hồi sáng em mới ghi là số 4 Lê Đại Hành. Nhớ chưa? Nhớ đi chạy vô hẻm xong rồi tôi bắt chạy ra không? Chạy kickboxing trước. Nhưng mà nhớ không? Nhưng mà hẹn là hẹn ở đâu? Số 4 Lê Đại Hành. Xong xong rồi chở tôi tấp tấp vô hẻm bị tôi ủi ra. Giờ nhắc tới còn mắc cười. Biết sao mà mình không bao giờ có một cái hiểu lầm gì mà để cho hai đứa phải ngồi lại giải bày không? Vì hai đứa mình hiểu nhau quá nhiều. Thiệt, như giống như bạn em, giống như em nè. Hồi trước á, vì em không nói gì với ai, vì sao vì em không nói nên lúc nào em cũng im lặng vậy á. Nhưng cuối cùng nó mới là nổ. Còn kiệt nén nhiều quá. Nhưng mà gì nổ. Khi mà nói ra rồi á thì nó không có còn như vậy nữa. Nên nói ra rồi thì cả hai sẽ chia sẻ được với nhau nhiều hơn. Lúc nãy đi dạo thì có rất là nhiều thứ mà em muốn nói bấy lâu nay, nhưng mà tính quen không nói được, nên là em không biết mở lời làm sao hết. Thực sự em muốn nói với anh Nhất rằng là em cảm ơn vì đã thay đổi mọi thứ cuộc sống của em. Và em bắt đầu thích cuộc sống hiện tại của mình. Nó không phải là những thứ cao sang, đơn giản là những buổi cơm mà em nấu cho anh Nhất ăn. Thứ nhất là em lớn tuổi hơn anh Nhất. Cái thứ hai, đây là gia đình thứ hai. Em đã đổ vỡ một lần rồi nên em rất sợ. Sợ nếu như một lần nữa xảy ra sự cố như vậy thì có lẽ em không đủ chống chọi cho cuộc đời kế tiếp của mình nữa. Đối với em, hai đứa con của hai người cha khác nhau, nó đã là tới bây giờ vẫn là buồn. Bà xã mình vẫn đang ngủ cho nên là sáng hôm nay mình sẽ bí mật. Người con gái nào cũng vậy thôi. Thì họ cần cái điều đầu tiên là sự quan tâm từ phía người chồng. Cái điều thứ hai là họ muốn cho tất cả mọi người phải biết rằng hai chúng tôi đã đám cưới rồi. Phụ nữ ai cũng mơ ước được lên xe hoa. Mình phải nhờ anh Quốc Việt và chị Kali sẽ là người chủ hôn. Chào buổi sáng. À, xin chào em. Ủa, đẹp trai thế. Em sao hôm nay mặc đồ đẹp thế? Có một bí mật đó, như mà hôm qua em cũng có tâm sự với anh chị là em với bà xã thì chưa có tổ chức một cái lễ đám cưới, cho nên hôm nay em mới bí mật thì muốn làm một cái lễ cầu hôn. Hả? Chuẩn bị sẵn nhẫn. Ủa, đẹp quá. Dạ. Thì chắc là em phải nhờ anh Việt với là anh chị sẽ đứng ra để giống như là làm chủ làm lễ. Ok, anh sẵn sàng. Kế hoạch của Nhất sáng hôm nay thì sẽ tạo một sự bất ngờ cho Oanh là bí mật. Thì Nhất đã hẹn chị Đính là chị ruột của Oanh cùng với hai bé nhỏ sẽ ra ngoài đây. Mình sẽ gặp nhau ở ngoài biển. Đó cũng như là một cái lễ cưới nhỏ nhỏ. Đây là lần đầu tiên cho nên là một cái cảm giác rất là hồi hộp. Hiện tại thì Kim Oanh vẫn không biết mọi việc diễn ra. Kim Oanh cứ nghĩ rằng là sáng hôm nay là cùng Nhất sẽ đi trên cát ở bãi biển để chụp hình rồi quay những cái cảnh lãng mạn. Không biết sáng giờ anh Nhất anh đi đâu mà đợi từ sáng giờ không thấy đâu hết trơn. Ngồi trong phòng đợi hoài luôn. Bắt bằng bộ đồ thiệt đẹp đi chứ. Không biết làm cái gì nữa. Không biết đi mua cái gì hay là đi đâu hay làm cái gì, đâu biết đâu, không nói gì hết, tự nhiên bỏ đi mất tiêu. Có một tập coi cái chị kia, anh với anh kia ở ngoài bãi biển á. Còn không biết sáng giờ đợi gì thì không biết mà ngồi đợi hoài. Không biết chắc đi mua cái gì. Bà xã à, thì khoảng thời gian mình quen nhau cũng rất là lâu. Và cái thời gian anh đi tập luyện cũng như thi đấu thì rất là nhiều, nên cái thời gian dành cho bà xã thì rất là ít. Sự lãng mạn cũng như là
những cái gì đó nhẹ nhàng tình cảm thì nó rất là ít, lúc nào cũng cọc cằn rồi tập luyện, cho nên là không có được nhiều cái sự lãng mạn bằng tấm lòng của anh. Thì anh chỉ biết nói rằng thì chúc bà xã lúc nào cũng xinh đẹp cũng như là mạnh khỏe và sẽ gắn bó với anh suốt cuộc đời này. Anh sẽ cố gắng gửi gắm đến những tình cảm cũng như là bằng tấm lòng của mình. Sao tự nhiên có cái đoạn clip ở nhà quay hồi nào không biết luôn. Chị. Chào, hello em. Bây giờ em đi theo chị nhé. Đâu vậy? Trời ơi, chơi cái trò gì vậy? Xuống đi em. Chơi cái gì? Giờ im, không hỏi gì nữa. Em phải mang cái này, nắm mắt, nhắm mắt, nắm mắt. Nhớ nhắm mắt nha. Tối ưu vậy? Nào, 10 mét thôi. Cái gì vậy? Ý, trời ơi, cái gì vậy? Tới nơi chưa? Sắp tới rồi, sắp tới rồi. Trời! Kế hoạch của Nhất sáng hôm nay thì sẽ tạo một sự bất ngờ cho Oanh là bí mật. Thì Nhất đã hẹn chị Đính là chị ruột của Oanh cùng với hai bé nhỏ sẽ ra ngoài đây. Mình sẽ gặp nhau ở ngoài biển. Đó cũng như là một cái lễ cưới nhỏ nhỏ. Trời ơi! Ai giận con xuống vậy? Ai giận con xuống vậy? Trời ơi! Trời ơi! Cứ mẹ cầm coi! Tụi em xuống đây hồi nào vậy? Trời ơi! Ai giận con xuống đây vậy? Đi vô đây nè! Đi vô đây! Đi vô đây! Trời ơi. Anh làm một cái lễ gọi là lễ cầu hôn đối với vợ. Mong rằng là vợ sẽ cùng với anh suốt đời này thương yêu con cũng như là sẽ hạnh phúc mãi mãi. Hôm nay anh thật sự rất là xúc động. Anh rất là xúc động khi được cùng chương trình đứng đây để làm chiếc cầu nối cho hai em. Thật sự anh nghĩ hai em rất là can đảm, đã vượt qua rất là nhiều thứ để đến được với nhau. Anh hy vọng là hôm nay, sau này và mãi mãi hai em vẫn sẽ như vậy. Và anh xin chúc phúc cho hai em. Anh xin chúc cho hai em được 100 năm hạnh phúc và luôn luôn có niềm vui với nhau. Hãy giữ cái năng lượng này. Cảm ơn anh Việt và chị Kali đã cùng vợ chồng em đồng hành cùng chương trình này. Và đặc biệt là nhờ anh Việt và chị Kali làm người chủ hôn cho cái lễ cầu hôn nhỏ nhưng mà đầy ấm cúng hôm nay. Và chúc vợ của anh lúc nào cũng mạnh khỏe, hạnh phúc và cùng anh nuôi con như là mãi mãi đến sau này. Em không nghĩ là xuất hiện nó như vậy luôn. Thật sự là em không biết nói gì. Anh chị cũng phải cảm ơn hai em để cho anh chị cùng chia sẻ cái kỷ niệm này. Cũng sẽ là một cái mà mình sẽ nhớ mãi mãi. Hai em vui, anh chị cũng rất là vui. Đó là cái cảm giác hạnh phúc. Chúc hai vợ chồng 100 năm hạnh phúc. Cảm ơn tất cả mọi người. Thật là một kỷ niệm khó quên. Ưng quá à. Thì nhìn thấy vợ vui á, anh cũng hơi xúc động, vui theo. Cảm ơn ông xã.